Xin chào tất cả quý vị và các bạn, một tuần mới đã đến cùng với những tin tức công nghệ vô cùng nổi bật. Chúng ta hãy cùng check xem nhé. Mình là Quỳnh và chương trình các bạn đang xem đó là chương trình bản tin công nghệ của Tech One Channel. Nguyễn Hà Đông là người Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách QNES 2016. Samsung không yêu nhưng vẫn quay đầu lại với Qualcomm trong các dòng Galaxy S tiếp theo. Nokia chính thức thâu tóm thành công Alcatel Lucent với giá 16,5 tỷ đô. Tin đồn đoán iPhone 7 sẽ sử dụng màn AMOLED cong. Xuất hiện kính thông minh chạy Android siêu hot, có thể chụp ảnh và quay phim. Chào lưu hot trong tuần, Be Like Me. Các bạn thân mến, qua phần điểm tin chính chúng ta có thể thấy một điều rằng các sản phẩm công nghệ trong tuần này không hề nhiều. Tuy nhiên, những tin đồn đoán hay các thương vụ công nghệ thì chí chít. Và trước khi đi vào phần tin cụ thể, chúng ta hãy cùng check xem trên kệ của Tech One tuần này có gì nào. Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Tech One triển khai chương trình Vui Xuân Bính Thân nhận lì xì khủng. Khách mua hàng sẽ được giảm giá và lì xì may mắn 100% trúng thưởng iPhone 6S, Sony Z5 Duo, 2 triệu tiền mặt và hàng nghìn phần quà giá trị khác cho khách đến mua hàng. 8 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 2016, Tech One đã chính thức khai trương siêu thị mới tại 106 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi đến khách hàng nhiều chương trình khuyến mãi, tặng điện thoại, phụ kiện cho khách tham dự khai trương. Chương trình đã thu hút được sự tham dự và ủng hộ của hàng trăm khách hàng. Mở đầu bản tin công nghệ ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một game từng gây bão, đó chính là Flappy Bird cùng với cha đẻ của nó là Nguyễn Hà Đông. Game này từng mang lại cho Nguyễn Hà Đông rất nhiều lợi nhuận, tuy nhiên thì cũng mang đến cho Nguyễn Hà Đông không ít những rắc rối. Và mới đây thì có một tin vui đến với anh khi mà anh cùng với game này đã được ghi danh trong một hạng mục trong cuốn sách kỷ lục Guinness 2016. Hạng mục mà Nguyễn Hà Đông được ghi danh có cái tên khá dài và nghe có phần rất đáng tiếc. Trò chơi đầu tiên bị hạ xuống sau khi đã dẫn đầu bảng xếp hạng Apple Store. Tuy nhiên trên trang Facebook của mình, Nguyễn Hà Đông cho rằng không có ý nghĩa gì nhưng nó vẫn là một thành tựu cuộc đời. Chà, kỷ lục này có liên quan đến việc chú chim nhỏ mang lại quá nhiều rắc rối cho Nguyễn Hà Đông sau khi anh có những thành công nhất định với game này. Theo Guinness, ứng dụng Flappy Bird được Nguyễn Hà Đông thiết kế nhằm hướng đến đối tượng những người chơi đi tàu xe có một tay rảnh rỗi và không làm gì. Sau khi Flappy Bird được đưa lên App Store vào tháng 5 năm 2013, trò chơi đã đem lại thành công rực rỡ cho Nguyễn Hà Đông. Vào lúc cao điểm, nhiều nguồn tin cho rằng ứng dụng này đã giúp cho tác giả của nó bỏ túi khoảng 50.000 đô mỗi ngày. Tuy nhiên, Flappy Bird cũng mang lại nhiều điều phiền phức cho Nguyễn Hà Đông và nhiều người khác. Như chính Nguyễn Hà Đông thừa nhận, nó trở thành một trò chơi gây nghiện, chứ không đơn thuần là một trò chơi mang tính thư giãn. Đồng thời, cuộc sống của tác giả trò chơi cũng bị xáo trộn khá lớn. Do đó, vào ngày 10 tháng 2 năm 2014, Nguyễn Hà Đông quyết định gỡ trò chơi khỏi App Store. Sau khi anh viết lên trang Twitter cá nhân về ý định sẽ tạm dừng Flappy Bird, đã có 10.000 lượt tải về chỉ trong 22 tiếng đồng hồ cuối cùng. Các bạn thân mến, trong năm ngoái thì Samsung đã quyết định không sử dụng chip Snapdragon 810 trên các mẫu Samsung Galaxy S6. Và chính điều này đã khiến doanh số cũng như là cổ phiếu của Qualcomm sụt giảm nghiêm trọng. Tưởng chừng như động thái này sẽ cắt đứt mối lương duyên giữa Samsung và Qualcomm thì mới đây Samsung đã quyết định ký hợp đồng sử dụng chip vi xử lý mạnh nhất của Qualcomm cho các mẫu Samsung Galaxy S tiếp theo. Năm nay, theo nguồn tin nội bộ thì Samsung sẽ sử dụng Snapdragon 820 trên một số phiên bản Galaxy S cao cấp sắp ra mắt. Theo đó, mẫu Galaxy S cao cấp ra mắt trong tháng tới sẽ có khoảng một nửa sử dụng vi xử lý Exynos và nửa còn lại, hầu hết dành cho thị trường Mỹ và Trung Quốc, sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon. Với Qualcomm, sự xuất hiện của Snapdragon 820 trên một số phiên bản Galaxy S sắp ra mắt cho thấy linh kiện của họ có hiệu suất và chất lượng cao. Trong khi đó, thì Snapdragon 810 đã không được hãng sản xuất smartphone Hàn Quốc lựa chọn do quá nóng. Qualcomm khá phụ thuộc vào các đơn đặt hàng của Samsung, hãng chiếm gần 1/4 thị trường smartphone toàn cầu. Hai quý không hợp tác với Samsung vừa qua, doanh số của Qualcomm giảm 16% và hệ quả mà ai cũng có thể đoán được sau khi hãng này yêu lại từ đầu, đó chính là giá cổ phiếu của Qualcomm sẽ tăng. Dù sao đi nữa thì cũng là mối quan hệ tương hỗ và đây cũng là một trong những tin tức nổi bật trong tuần qua. Các bạn thân mến, đối với những bạn không am hiểu về công nghệ mà sau khi các bạn nghe được tin rằng Nokia đã bị Microsoft mua lại vào năm 2014 thì các bạn sẽ nghĩ rằng 100% Nokia đã bị thâu tóm. Tuy nhiên có một sự thật là Nokia đã giữ lại cho mình ba mảng, đó chính là Himax, Nokia Networks và Nokia Technology. Sau đó một thời gian thì Nokia đã bán Himax cho ba hãng ô tô lớn của Đức, đó chính là Audi, BMW và Lion.
À, và mới đây thì Nokia đã rất mạnh tay chi 16,5 tỷ đô la để mua lại Alcatel Lucent, là một hãng viễn thông lớn của Pháp. Thương vụ mua bán đình đám này được đánh giá là một sự trở lại ngoạn mục trong lĩnh vực viễn thông của Nokia. Ngày 15 tháng 1 năm 2016, thương vụ đình đám này đã chính thức hoàn tất, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của gã khổng lồ di động một thời. Như vậy, thương hiệu Alcatel Lucent danh tiếng sẽ chính thức biến mất và hơn 100.000 nhân viên của tập đoàn này sẽ chuyển sang làm việc tại Nokia. Đây là thương vụ có giá trị cao nhất trong lịch sử của nhà sản xuất Phần Lan. Với thương vụ này, Nokia sẽ mở rộng hơn nữa lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và thiết bị viễn thông. Sau khi hợp nhất, Nokia sẽ sở hữu một đội ngũ sáng tạo khổng lồ với hơn 40.000 chuyên gia P&D, phòng nghiên cứu Bell Lab với 8 nhà khoa học từng đoạt giải Nobel cùng với 31.000 sáng chế. Theo các chuyên gia phân tích, thương vụ tỷ đô này sẽ giúp Nokia nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, nơi Alcatel Lucent sở hữu rất nhiều khách hàng. Các bạn thân mến, iPhone 7 có lẽ là sản phẩm được mong chờ nhất trong năm 2016 và xung quanh nó thì có rất nhiều tin đồn đoán thất thiệt. Trong tuần vừa qua cũng có một tin rất đáng tin cậy, đó là iPhone 7 sẽ sử dụng màn hình AMOLED do Samsung sản xuất. Theo các báo cáo từ các bên liên quan, Samsung đang liên hệ những nhà sản xuất màn hình ở Hàn Quốc để có thể đáp ứng đơn đặt hàng cực lớn từ Apple. Hiện tại, những chiếc iPhone vẫn đang sử dụng màn hình LCD. Apple Watch là thiết bị đầu tiên Apple sử dụng màn hình OLED cong với mặt màn hình được vuốt cong xuống 4 phía. Cho nên, những thế hệ tiếp theo của iPhone sử dụng tấm nền này là điều không ngạc nhiên cho lắm. Samsung từ lâu đã gây tiếng vang trong mảng màn hình OLED cong khi mà các dòng sản phẩm S của Samsung liên tục gây được tiếng vang. Động thái này của Samsung được coi là tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi cho rằng đang hỗ trợ đối thủ trong khi công ty đang phải chật vật trong mảng thiết bị di động. Thời đại công nghệ ngày càng phát triển thì con người càng sản xuất ra những thiết bị vô cùng vi diệu. Và mới đây người ta đã sáng chế ra một chiếc kính có tên là Matte Glass. Chiếc kính này chạy trên nền tảng Android, vừa có thể chụp ảnh, vừa có thể quay phim và đặc biệt là nó có thể định vị GPS. Matte Glass được coi là một mẫu kính thông minh có gần như mọi chức năng của smartphone, thậm chí còn nhiều hơn. Kính được gắn ở một bên mắt, cung cấp các thông tin dưới dạng thực tế ảo cho người dùng. Thiết bị được điều khiển bằng cảm ứng đa giọng và giọng nói với độ chính xác cao nhờ được tích hợp sẵn bộ cảm biến chuyển động và giọng nói bên trong. Kính sẽ cung cấp các dữ liệu từ mạng xã hội, định hướng GPS, dịch thuật, giải trí và các ứng dụng chơi game. Thiết bị có khả năng dịch thuật ngay lập tức tất cả mọi thứ mà kính nhìn thấy ra ngôn ngữ của người dùng đã thiết lập sẵn. Điều này có nghĩa bạn có thể đọc được tất cả các ký hiệu bằng ngôn ngữ khác khi gặp ở trên đường. Ngoài ra, nó cũng cho phép ghi lại vị trí nơi bạn đứng một cách thuận tiện. Thêm vào nữa là một số chức năng cơ bản bao gồm chụp ảnh, quay phim, duyệt web, gọi điện thoại, nhắn tin, truy cập dữ liệu cá nhân và mạng xã hội. Sản phẩm tưởng chừng như chỉ có trong phim này sẽ có giá gần 13 triệu đồng. Xin chào các bạn, tôi là Quỳnh, tôi 25 tuổi. Tôi thích các sản phẩm công nghệ và hay review về các sản phẩm công nghệ, mặc dù nó chưa hay. Tôi rất hay like và share các clip của TechOne Channel. Hãy như Quỳnh, xin chào và hẹn gặp lại. Ai, đoạn mình vừa lên thuyên là mô phỏng cho một trào lưu hot trong tuần, đó chính là Be Like Me. Trào lưu này bắt nguồn từ Facebook của một anh chàng khá hài hước trên Facebook là Hoàng Downey. Tuy nhiên có lẽ không thể ngồi mà nghĩ ra hết tên của mọi người và cũng vì cộng đồng công nghệ đã khá nhanh tay nên đã có một ứng dụng để bạn chế ra những đặc điểm tính cách liên quan tới bản thân mình. Cách thức rất đơn giản, các bạn hãy vào appnhé.com và gõ vào phần tìm kiếm Be Like Me, hãy như tôi, rồi chỉ việc gõ tên mình và nhận kết quả. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin công nghệ. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau.